Em chào tất cả các bác. Ở bên em bao ship đơn hàng từ 200 nghìn ạ. Đấy, đi làm thì mãi không hết tuần, nhưng mà nghỉ thì nhằng cái đã phải đi làm rồi. Em thấy là các bác mà yêu thích trồng cây ấy, thì các bác tính tình rất là điềm đạm. Nếu như mà mình trong cuộc sống mình đi làm mà cảm thấy áp lực quá hoặc là bế tắc quá thì các bác nên là thử trồng cây xem sao. Bởi vì nếu mà trồng cây thì nhìn là cây nó lớn lên thì mình nó sẽ làm tâm hồn của mình nó rất là thoải mái và rất là thư thái. Để em nói vậy thôi, chứ hôm nay thì em giới thiệu với các bác một số dòng hoa lan cũng như là vật tư. Đây là cây tố hà này, tố hà, cái chậu điện lan tố hà này thì em nhập từ trước Tết cơ, nhưng mà giá của nó khá là cao các bạn. Đợt đấy thì em nhập giá nó rất là cao, cho nên là em sẽ trồng đến cuối năm nó đẻ ra thì em chia sẻ với các bác. Bây giờ tách thì em cũng không dám tách, tại vì cái cây này thì mình trồng cả khóm, nó tách ra nhỡ nó hẹo đi thì cũng không được. Cho nên là em sẽ trồng để cuối năm nó thành cái bụi, nó cũng khá là to, nó có nhiều thân lên ấy. Thì mình tách thì mình dễ hơn, nó cây nó ổn định hơn. Đấy, đây này. Có mầm lên rồi các bạn. Đợt trước thì có hai cái mầm nhỏ nhỏ, bây giờ cũng bắt đầu mở lá rồi. Đây là bây giờ nó lại lên thêm một mầm nữa. Đó. Ui này, rễ của nó cũng tốt lắm các bạn, đây này. Đó. Nói chung là trồng những cái dòng điện lan tàu ấy thì mình chỉ để ý nấm thôi. Mùa hè thì nó hay có nấm các bạn. Hay bị nấm, là nấm thì nó lại chết cả cụm, cho nên là mình sẽ để ý một chút là được. Ô tử thúy nhà em cũng có hai chậu. Ô tử thúy thì lên mầm nhiều lắm, để tí em quay sang bên kia em cho bác xem mầm lên đẹp lắm, một chậu lên được 5-6 mầm cơ. Không biết là các bác lấy của em về thì chắc là bây giờ nó cũng lên tốt lắm rồi đấy ạ. Tại vì cái này thì em sang chậu hơi muộn. Tại vì em để bán trước ấy, nên là đến lúc mà nó ế thì em mới sang chậu, cho nên là sang chậu hơi muộn. Thì các bác mà lấy về trồng trước chắc là bây giờ cũng lên đẹp lắm rồi. Em giới thiệu với các bác về cái này, về cái chậu này thì gồm có 4 mầm các bạn. 4 mầm, đây là Hồng Lâm Hải gồm có 4 mầm, chậu này 350.000. Mầm lên rất là đẹp luôn ấy ạ. Cái này các bác lấy về thì đây này, ở cái này lên 1 kg nhưng mà chuột ăn mất rồi. Đợt trước chuột ăn đấy ạ. Từ đợt trước rồi, còn bây giờ thì không có chuột ăn rồi. Thì có bốn mầm lên rất là đẹp các bạn. Đây, mỗi mầm nó lên tầm khoảng là, mỗi mầm này nó lên tầm khoảng là 10 cm như thế này. Còn một mầm bé ở đây này, hơi bé một chút. Đấy, tổng nó 4 mầm Hồng Lâm Hải. Mặt hoa này là của bác ở vườn lan ở Hải Dương đấy ạ. Bác Lâm Hải ở Hải Dương đấy ạ. Đấy, gồm có chậu này, gồm có 350.000. Á hậu các bạn, á hậu đây. Á hậu có ki này, 230.000, gồm có 1 ki. Có mắt bé này nữa. Mắt bé này thì vẫn lên mầm được nhé các bạn nhé. Vẫn lên mầm, để có 1 ki rất là khỏe đây. Ra rễ rồi này. Đó. Và cái những cái ngoài này nó cũng có mắt, mình cũng có thể khai thác được. Đấy, đấy là cái này là á hậu. Đây, cái mầm này cũng là Hồng Lâm Hải này, 170 này. Còn cái này là bạch tuyết, chắc là em để trồng đấy. Đấy, lúc nãy thì em có bảo với các bác về cây chậu ô tử thúy đấy ạ. Ô tử thúy thì hoa nở vào dịp Tết, hoa thơm và hoa nó hơi xanh. So với hoa kim bảo thì hoa nó xanh hơn và bông nó nho nhỏ hơn. Cần hoa cao bằng lá nhưng mà đặc biệt cực kỳ là sai bông luôn. Đây này, cái này em trồng này, lên mầm rất là đẹp luôn, có 5-6 mầm cơ đây này. Đó. Cái giá thể em trồng thì em trồng bằng vỏ thông trộn với ít sơ dừa. Đấy, các bác mà có cái than thì có thêm một ít than cũng được, nhưng mà cái này thì em đặt lên thôi, cho em không trộn, em chỉ trộn vỏ thông với bột sơ dừa thôi. Bón phân thì bón phân tan chậm các bạn, còn phân bón lá thì cái lá nó rất là mỏng thì mình chú ý cái liều lượng của nó, mình phun, có phun thì phun ít thôi, hoặc là nếu mà có phun thì phun xong thì khoảng 2-3 tiếng mình có thể rửa lại bằng nước sạch. Đây. Cái này là Hồng Minh Châu, kia Hồng Minh Châu này 230 này. 230.000 2 ki. Hồng Minh Châu. Đấy là hoa lan các bạn. Hoa lan thì nhà em có một chút thôi, còn cái Phú Thọ này thì em còn có một số ki. Cái này thì thôi em để cho nó hồi lại đã.
tại vì có những cái cây đẹp, khi nào đẹp thì chuột cắn hết rồi. Em chỉ muốn giới thiệu về cái khay đựng nước này thôi. Khay đựng nước này là 12.000 một cái, kích thước của nó là 50-50 và cao 3 cm. Đấy, cái này thì đựng nước và mình sẽ đổ trực tiếp nước vào đây và để ở dưới giàn. Để ở dưới giàn đến lúc mà nắng nóng mà bốc hơi lên ấy thì nó sẽ làm mát giàn lan cực kỳ là tốt và hiệu quả. Hoặc là mình cũng sẽ đặt trực tiếp chậu vào đây luôn. Nếu mà mình đặt chậu vào đây thì mình có thể úp một cái chậu xuống và mình đặt chậu lan ở trên. Đấy. Còn về vật tư thì nhà em vẫn có đầy đủ đó nhá. Tiện đây thì giới thiệu với các bác về cái cốc điều hòa này. Cái này là 8.000 một cái. Cái này chiều cao của nó là 9 cm và cái bề ngang đế của nó là 10-10,5. Đấy, cái này cái bé ạ. Bác nên chọn cái bé thôi, còn cái to thì rất là to. Cái to thì nhà em không còn rồi. Đây những cái mẫu chậu đây. Những cái mẫu hôm nay thì em giới thiệu với các bác về những cái mẫu chậu này. Những cái mẫu chậu này thì đều là nhựa HD hết. Nhà em có chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng đều là nhựa HD. Đây, mẫu chậu sen thì em cùng nói qua một chút là cái kích thước của nhà sản xuất họ ghi là 25, 30 và 35. Đấy, cho nhưng mà em báo ở trên video thì là 20, 25 và 30. Tại vì kích thước của nó không đủ đâu các bạn. Đo cũng còn không đủ cái kích thước này. Tại vì nhà sản xuất họ báo thế thôi, nhưng mà đo phun viền cũng không đủ luôn ấy. Đây, chậu này đường kính 20 này. Đấy, còn nếu mà đo phun viền thì được 23,5. Chậu này 10.000. Chậu 25. Chậu 25 thì đây ạ, chậu 25. Chậu 25 thì nó được 24 thôi các bạn. Đây này, chậu 25 thì được có trong lòng đo được có 24 thôi. Nếu mà phun viền của cái này thì được có 29. Phun viền được 29. Chậu 25. Chậu 25 thì 13.000 một cái. Còn chậu 30. Chậu 30 thì chậu 30 thì được 27 này. 27, 28. Được 28 cm. Nếu mà phun viền thì nó cũng không đủ 35 đâu. Chảy, có nghĩa là nhà sản xuất họ đưa ra như thế thôi. Nhưng mà kích thước nó cũng không đủ đâu ạ. Phun viền được có 33. Đấy, chậu này 21.000 một cái. Cho nên là em cứ báo 20, 25, 30 thì để cho các bác dễ hình dung hơn. Tại vì mình báo theo cái số đo thì nếu mà đến lúc đo không đủ ấy thì các bác, nhiều bác hay nhầm ấy, đo không đủ thì nó lại không đúng cái mục đích sử dụng của mình ấy. Ví dụ mình muốn chậu đường kính 35 chẳng hạn, nhưng mà về đo được có 30 thì lúc đấy là không hợp lý rồi đúng không ạ? Là sai cái mục đích của mình rồi. Đấy, chậu bí thì có phi 20, 25 và 30. Cái này thì là 10.000, 12.000 và 16.000. Đấy, chậu bí thì nó giá của nó rẻ hơn một chút các bạn. Chậu này thì không có kèm nan phụ. Đây này, có nhà sản xuất sẽ là ghi là 22, 26 và 31. Có túi lưới lót chậu. Túi lưới lót chậu thì nhà em có hai loại, đó là loại to và loại bé. Loại to thì từ phi 30 trở lên thì các bác lấy lót chậu loại to. Còn từ 25 trở xuống thì các bác lấy lót loại bé. Cái này là 10.000 một lạng. Cái bé này 10.000 sẽ được 14 cái. Còn cái to là 10.000 được 10 cái. Đây là túi lưới đựng phân. Túi lưới đựng phân, cái này đựng phân hữu cơ thôi các bạn. Còn nếu mà phân tan chậm thì cái này mắt nó ấy, nó rơi đấy. Phân tan chậm thì các bác nên đựng vào túi lọc. Túi lọc thì nhà em cũng có là 35.000 một bịch 100 cái. Đây này, cái này thì các bác đựng phân hữu cơ thôi. Còn phân túi lọc thì cứ... Đây này, túi lọc đây. Túi lọc này là 100 cái 35.000 này, kích thước 7x9. Cái này các bác vừa đựng phân hữu cơ vừa đựng phân vô cơ được. Nó rất là tiện. Ví dụ như sau này đến mùa mưa nhiều ấy, mà mưa tối tăm mặt mũi, mưa suốt ngày ấy, nếu mà các bác mà sợ nó bị phân tan nhiều quá, thừa phân thì mình cũng có thể nhấc cho vào nhà. Bao giờ mà hết mưa mình lại bỏ ra. Rất là tiện luôn. Đây, chậu nan thẳng thì nhà em có phi 20, 25, 30 và 35. Nhà em có phi 20 6.000, phi 25 là 7.500. Phi 25 thì đo thực tế được có 23 thôi. Còn phi 30 thì đo thực tế được có 29. Thì còn phi 35 ạ. Phi 35 thì chậu này khá là to. Đấy, đối với các bác mà trồng cái lan dendro mà muốn trồng chậu to thì mình có thể chọn chậu này. Chậu này thì đo thực, chậu này được có 34 các bạn. Đo được 34 này, ở trên chậu họ ghi là 36 luôn ấy. Cái này 17.000 một cái. Đó. Đấy là cái mẫu chậu. Để vỏ thông thì số 1, số 2, số 3 thì nhà em vẫn có đầy đủ ạ. Số 1 vụn là mặt 9.000.
bác số 1 này thì các bác mà lấy từ số 1 các bác mà lấy từ 10 cân là còn 8.000 một cân nhá. Còn số 3 thì 17.000 ạ. Số 3 17.000, số 2 16.000. Đấy đấy là vỏ thông. Còn về phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác ạ, phân thuốc. Em giới thiệu với các bác về một số phân thuốc. Đây ạ, phân thuốc nhà em đây. Để các bác xem cần loại nào thì các bác báo em. Đấy, tất cả các loại từ bón lá này, rồi bón gốc, rồi kích rễ các kiểu nhà em có hết luôn ạ. Từ phân hữu cơ này, V-mít thì nhà em có hai loại, đó là V-mít thường. V-mít này là 45.000 một gói, còn V-mít Pro là 50.000. V-mít thì nó Pro thì hạt nó to hơn các bạn. Đây cái Fendona này, Fendona 10SC, cái này thì là 12.000 một gói. Cái này tiện lắm các bạn, bác dùng ít thì nên chọn loại này. Nhà em có hai loại nhé, Fendona 10SC, còn lọ của nó 40.000, nó là Fendona 20SC. Ui cái này là đây. Đấy, 40.000. Có hai loại. Cái này các bác dùng ít thì các bác nên lấy cái gói bé này này. Cái gói bé này thì một gói 5ml này nó sẽ pha được 1 lít nước. Mình sẽ pha bằng cái bình nhỏ và mình xịt để diệt côn trùng rất là hiệu quả luôn. Nó tiện các bạn, nó bé, nó tiện, nó pha 1 lít thì các bác pha vào những cái bình tưới hoa ấy, mình phịt cho những cái chậu cây, tại vì kiến này rồi dán các kiểu côn trùng ấy. Rồi em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những cái loại nào thì các bác liên hệ ủng hộ em.